Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Anh Dũng Channel nhé. Thì trên tay của mình đây là hai chiếc điện thoại nha, đó là iPhone 8 Plus và iPhone XS Max nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy ở đây mình vào cài đặt này, các bạn vào mục cài đặt chung và giới thiệu này, ở đây nhé, vào cái mục giới thiệu các bạn thấy là cái iPhone của mình đang là XS Max nha. Đây và cái mã của nó là 16.4.1 và nó có thêm cái bản cập nhật vần vá là A nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nói luôn về cái bản cập nhật này nha. Đấy, nó có cái bản vá là A này này. Thì hôm bữa mình lên cái bản iOS là 16.5 beta 3 các bạn, thì máy của mình nó chơi game nó rất là nóng, rất là lag luôn. Nó đang nóng mà nó lag sẵn luôn. Nhưng mà về cái bản 16.4.1 này mình thấy nó mát hơn, nó ổn định hơn một chút xíu. Tuy nhiên là cái máy iPhone XS Max của mình ấy, thì khi mà chơi game Liên Quân Mobile ở cái mức độ HD ấy, thì mình thấy là nó vẫn còn có cái hiện tượng drop FPS khi mà giao tranh. Và khi nó đã drop rồi là máy mình của mình nó nóng lên và nó sẽ kéo dài luôn. Một là các bạn phải để cho nó mát lại, hai là các bạn phải chơi game tiếp tục trong cái điều kiện lag như vậy. Còn đối với 8 Plus thì các bạn khi mà vào game một cái là các bạn thấy nó nóng kinh khủng luôn, nó lag cực kỳ lag luôn. Đấy là vào cái đồ họa HD luôn, xong bắt đầu các bạn hạ xuống đồ họa cao nha, mà các bạn đánh nha. Mình hạ đồ họa cao mình đánh thì là lúc mà lâu lâu mà mình giao tranh với kẻ địch ấy, là mình giao tranh đông ấy, là mình thấy cái FPS nó còn xuống 46, 47, 49 đấy, xong nó lại lên lại. Còn đấy là đồ họa cao đối với 8 Plus nha. Đấy là mình cũng chưa bật ghi màn hình gì hết, mình chỉ chơi ở trên máy bình thường thôi. Thì theo cảm nhận của mình thấy là cái này hoàn toàn là không phải là do cái iOS đâu nha. Cái này là do game Liên Quân nha. Đây các bạn có thể thấy là game Liên Quân ở đây. Thì tại vì tại sao là mình lại nói do game Liên Quân, tại vì máy của mình test cái tốc chiến ấy, Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến ấy, mình test cái bản nào tốc chiến nó cũng mượt, nó không hoàn toàn nó không có bị lag. Đấy thì các bạn có thể nói là do có thể là game Liên Quân nó nặng hơn tốc chiến. Đây như các bạn có thể thấy vào đây. Đây. Cài đặt bổ sung này, cài đặt chung này, các bạn vào dung lượng iPhone này. Đấy. Hoàn toàn các bạn có thể thấy là khi mà mình tải tốc chiến, mình tải full đồ họa thì nó lên đến 5,77GB. Đấy. Còn Liên Quân của mình đây, bên này là 3,93, bên này là 4,2. Đây là mình đã tải hết các trang phục cần dữ liệu cần thiết. Mình chỉ tải một vài cái hoạt họa đồ họa múa của mình vài tướng thôi, chứng tỏ Liên Quân còn đang nhẹ hơn cả cái Liên Quân lúc này là còn đang nhẹ hơn cả tốc chiến. Mà tại sao này? Đây, bên này tốc chiến nó còn ghi đến 7,23GB này các bạn, chứ không phải 5,77 đâu nha, 7,23GB này. Đấy. Mà mình chơi nó vẫn mượt. Mà tại sao bên cái Liên Quân Mobile mà chơi game nó lại lag như vậy? Cái này hoàn toàn là do game tối ưu, sao mình không biết. Có thể là nhiều bạn nói là cái đồ họa của game Liên Quân nó nặng hơn. Ờ thì đúng rồi, bây giờ ví dụ nha, những cái tướng của mình mình tải thêm những cái dữ liệu trang phục nhiều thì nó sẽ nặng thêm. Đấy, mình càng tải nhiều nó càng nặng thêm. Ví dụ như hoạt họa của tướng này thế kia, nhưng mà cái dữ liệu sảnh, dữ liệu nền của game á, ví dụ như các bạn vào game mà mấy cái bụi cỏ những cái này thế kia, nó có cái đồ họa nó hiển thị như này thế kia, lúc đó là nó sẽ ăn trực tiếp vào GPU của các bạn, nó sẽ làm cho máy các bạn nóng lên và lag đi. Thì lúc đó là cái GPU của Liên Quân khả năng nó sẽ nặng hơn tốc chiến, nên đâm ra là nó sẽ gây ra cái hiện tượng nóng và lag hơn. Đấy, theo mình nghĩ là như vậy thôi. Đấy, tốc chiến nếu các bạn tải hết đồ họa của nó là cũng lên đến tận 7,23GB nhé các bạn, chứ không phải là 5,22 đâu nha. 5,22 là mình chưa tải hết đấy. Đấy là 7,23GB. Là ban đầu các bạn tải tốc chiến về là các bạn đã tải 1,000,000GB, xong một cái tệp bổ sung 1,000,000GB nữa. Vào game các bạn tải một file 198MB, xong một file 200MB, xong một năm file 1,5GB, xong là vào tải đồ họa dữ liệu từ trang phục tướng là thêm 1,6GB nữa. Đấy, nói chung là nó cũng rất là nặng chứ không phải là nhẹ. Nhưng mà đấy là các dữ liệu về cái đồ họa, về những cái thứ lúc nào mình dùng đến nó thì nó mới sử dụng đến thôi. Còn nếu mà các bạn không sử dụng, còn đa số các bạn vào chơi game là nó sẽ dùng đến cái nền của hoạt họa, ví dụ như là cái sảnh game nè, rồi cái nền của cái game, ví dụ như là cái bụi cỏ này, quái các thứ, đồ lính này nọ. Đấy là những cái đó là nó sẽ các bạn sẽ liên tục trong trận các bạn phải sử dụng đến nó, và cái đó nó nặng thì nó sẽ sử dụng đến GPU của các bạn nhiều hơn thì máy của các bạn sẽ nóng hơn và lag hơn. Nhưng mà theo cảm nhận của mình thì từ cái phiên bản iOS là 16.5 beta 3 đối với iPhone 8 Plus và iPhone XS Max của mình xuống á, mình thấy là nó vẫn ổn định hơn một phần nào đấy so với cái phiên bản iOS là mình xuống 16.4.1 á, thì nó vẫn ổn định hơn một phần nào đó so với mẹ là 16.5 beta 3. Còn các bạn ở cái iPhone 13, 14 Pro Max thì các bạn lên cái bản 16.5 beta 3 các bạn thấy ngon, nó không lag thì đúng rồi, tại vì những cái iPhone của các bạn đời cao nó còn mới, nó còn hỗ trợ được nhiều bản iOS sau nữa. Đâm ra là nó không lag là đúng rồi, còn cái bản này thì nó hơi lag thì các bạn phải dùng những cái iPhone đời cũ như 8 Plus hay XS Max thì các bạn mới thấy được. Và 8 Plus với XS Max là hai con máy khác nhau một đời chip nha. Tuy nhiên là mình sử dụng mình thấy con iPhone XS Max này là nó cũng không nhỉnh hơn con 8 Plus nhiều đâu nha. Ví dụ như chưa Liên Quân mà lag cũng giống nhau, cùng một cái đồ họa cũng lag giống nhau thôi. Tuy nhiên là con 8 Plus sẽ lag sâu hơn, còn con iPhone XS Max thì nó lag nhẹ hơn thôi. Nhưng mà nó vẫn rất là lag. Nếu mà các bạn hạ xuống đồ họa cao thì con 8 Plus này lâu lâu vẫn lag này, còn con XS Max thì nó sẽ không lag nữa. Đấy, ví dụ như vậy. Đấy, nó chỉ khác nhau một điểm yếu, một cái điểm nhẹ như vậy thôi.
Tuy nhiên là con iPhone X Max này thì nó cũng xài bây giờ, nếu mà để nói thì giờ nó cũng lag rồi. Các bạn nên để ở cái iOS thấp là iOS 15, hoặc là các bạn nên dùng từ iPhone 11 trở lên thì mình nghĩ là khả năng còn ổn. Còn X Max bây giờ nó cũng không phải là iPhone XR, XS, X Max nó cũng không phải là quá mạnh nữa. Các bạn mà chỉ lên phone bật đồ họa HD lên nó sẽ rất là lag đấy. Nhưng là theo cảm nhận của mình. Còn về pin, về pin thì mình thấy là cái bản 16.5 Beta 3 thì pin của nó cũng tương đối ổn, nhưng mà nó cũng không quá trâu đâu. Còn cái phiên bản 16.4.1 này thì mình thấy là ban đầu các bạn nói là nó hao nhiều, nhưng mình cũng không thấy hao nhiều. Mình thấy con iPhone, hai con iPhone này của mình cũng vậy, xài pin thì trước giờ nó vẫn thế. Đây, ví dụ như con X Max của mình là pin còn 89-87% này. Đấy, còn bên 8 Plus của mình là pin 100% nha. Đấy, thì các bạn có thể thấy là cái thời gian sử dụng trên màn hình, nếu con 8 Plus của mình sử dụng tối đa nó chỉ được 5-6 tiếng, còn nếu mà chơi game nhiều nó chỉ được 2-3 tiếng thôi. Còn X Max của mình ấy sử dụng liên tục trên màn hình, nên các bạn có thể thấy là nó sử dụng liên tục trên màn hình cái khúc này này. Đây này, này là 29 phút này. Nói chung là hôm qua mình sử dụng cái từ 21 giờ này, các bạn thấy là sạc từ 21 giờ lên gần đầy đấy nha, chứ chưa đầy hẳn. Xong sử dụng đến 0 giờ sáng rồi các thứ này nọ là nó đã hết pin rồi này. Đấy, 21 giờ đến 0 giờ sáng là 21, 22, 23, 24 là 3 tiếng rồi đấy. 3 tiếng là nó gần hết pin rồi đấy, là nếu mà chơi game liên tục đấy, cái lúc đấy là mình chỉ đánh liên quân hoài luôn cái thời điểm đó đấy. Đấy. YouTube mình xem YouTube các thứ nữa. Nói chung là X Max của mình thì pin nó cũng còn có 87%, nó cũng chai mất 13% rồi. Còn đúng ra nếu mà còn zin, pin còn zin mà còn đầy pin á, thì là có thể là nó cũng không trâu lắm đâu. Cùng lắm thì cũng chỉ hơn được 30 phút đến 1 tiếng thôi. Nói chung là con iPhone X Max và con 8 Plus của mình hiện tại là mình thấy lên cái phiên bản iOS 16 là nó không ổn định lắm và nó không được mượt. Cái thứ hai là cái liên quân nó lag là do cái game nó nặng, chứ không phải là do cái máy của mình iOS nó bị kém nha. Đấy, cái iOS mà nó bị kém thì game nào nó cũng lag thôi. Đây iOS của cái liên quân mà nó lag, còn liên minh điện thoại tốc chiến nó cứ mượt hoài luôn, thì nó có thể là do game nó nặng hơn. Đấy, nó yêu cầu một cái cấu hình đồ họa cao hơn. Đấy, còn bây giờ nó đã có phiên bản iOS 16.4 public beta rồi, mình sẽ tải về mà test cho các bạn sau nhá. Video của mình cứ đến đây kết thúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.